Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi em nữa ha. Rồi nay lên cho anh em một cái đầu nổ anh em. Con này là EH30 anh em. Và con này là cút con ha. Nha, cút lớn. Con này gửi ra rất là VIP luôn anh em. Thì anh em xem xong thì cho em xin một like và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo lên nha anh em ha. Đó, nè, đó, cái bue nè. VIP ha. Đẹp lắm, đẹp. Nhìn cái bát da anh em ha. Cái bát da xài bát da bằng vàng, ốc vàng nè. Đây nè, ốc nè, con này mới vệ sinh nước sơ anh em nha, mới vệ sinh nước sơ nè, nguyên zin. Bao con này bán tình trạng là bao hơi lửa anh em ha, cũ đời bao sống nè. Đó, có còn dây báo nhớt nhìn cũ đời, cũ đời Hitachi nha, cũ đời 12V, cũ đời 12V nha anh em. Thì nói chung thì con này là liền lạc anh em ha. Đó, ốc vàng mới kiên sven EH30. Rồi con này bán cho anh em với giá là 2,5 triệu anh em, chưa bao gồm cái vận chuyển ha. Thì con này vận chuyển tầm 200.000 anh em ha. Nè, nhìn mấy ốc chụp nè. Đó, vàng anh em ha. Đó. Và phía bên kia cũng còn hai con nè. Hai con 28 nè, 28. Hai con GH ha anh em, GH. Còn hai con bên đó là hai con GH280. Rồi thì quay giới thiệu sơ cho anh em mình con này trước nha. Ốc liền lạc nha. Đó, con này quá đẹp anh em ha. Rồi 2,5 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đó. Rồi em xin kết thúc clip nha.